Kieran McKenna thay Ten Hag dẫn dắt MU. MU trước tương lai của Greenwood. Lời cảnh báo của Kane với tuyển Anh. Kieran McKenna thay Ten Hag dẫn dắt MU. Kieran McKenna mới 38 tuổi và mới chỉ được biết đến với thành tích đưa Ipswich Town từ League One thăng hạng Championship ở mùa trước và vừa thăng hạng Premier League mùa tới. Đây được coi là một gương mặt tiêu biểu của lứa huấn luyện viên trẻ U40. Nhưng McKenna có liều mạng cầm MU. Khi McKenna tiếp quản Ipswich vào tháng 12 năm 2021, đội bóng đang đứng thứ 12 ở League One. Anh đã thể hiện rõ quyết tâm vực dậy đội bóng bằng cách áp dụng lối chơi kiểm soát bóng vào câu lạc bộ. Huấn luyện viên này đã giữ nguyên triết lý đó và đảm bảo câu lạc bộ vươn lên Premier League. Chính vì vậy, thành tích lớn nhất cho đến nay của McKenna chấm dứt 22 năm vắng bóng ngoại Ipswich ở Premier League. Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc với một người phải giải nghệ cầu thủ ở tuổi 22 mà không được ra sân chính thức do chấn thương hông. Quyết tâm theo đuổi sự nghiệp bóng đá, chàng trai người Bắc Ireland đã lấy được bằng khoa học thể thao tại Đại học Lowbrow trước khi làm huấn luyện viên đội trẻ tại Tottenham, Nottingham Forest, Leicester và Vancouver Whitecaps. McKenna trở lại Spurs, trải qua các cấp bậc huấn luyện để trở thành huấn luyện viên đội U18 tuổi cho đến khi anh được MU thuê để đảm nhận vai trò tương tự tại Old Trafford. Công việc của anh với các cầu thủ trẻ MU đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên lúc bấy giờ là Jose Mourinho, người đã thăng chức McKenna lên làm trợ lý huấn luyện viên đội 1 sau sự ra đi của trợ lý lâu năm Rui Faria vào năm 2018. Khi Mourinho bị sa thải vào tháng 12 năm 2018, người thay thế là Ole Gunnar Solskjaer đã giữ lại McKenna trong nhóm huấn luyện đội 1. Trong khoảng thời gian 3 năm đầy biến động của Solskjaer, MU đã đề nghị tuyển dụng một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm hơn để củng cố cơ chế huấn luyện. Bởi cả McKenna và Michael Carrick đều được coi là những tấm chiếu mới, nhưng Solskjaer từ chối đề xuất. Sát thủ này nhấn mạnh rằng mình có một đội ngũ huấn luyện đẳng cấp thế giới với McKenna và Carrick. Sau khi Solskjaer ra đi vào tháng 11 năm 2021, McKenna làm việc dưới quyền huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick trong một tháng trước khi được Ipswich chiêu mộ. Hai lần thăng hạng của anh ấy tại Portman Road đã đánh dấu McKenna trở thành một ngôi sao đang lên trong vai trò huấn luyện viên. Bây giờ người ta không biết liệu McKenna có tiếp tục gắn bó với Ipswich tại Premier League mùa giải tới hay là sang MU theo tiếng gọi của danh vọng. Tôi thích ở đây, McKenna nói khi Ipswich tổ chức lễ ăn mừng kỳ tích thăng hạng Premier League. Sẽ có một số bước tiến lớn và thú vị sắp tới. Tuy nhiên, áp lực của việc đứng huấn luyện một tên tuổi lớn rất mạnh mẽ khiến anh khó có thể từ chối, cho dù tên tuổi đó đang trên đà dãy chết. Thêm vào đó, ngoài MU, McKenna có thể nhận lời của nhiều câu lạc bộ giàu tham vọng và thực lực hơn đội bóng hiện tại của anh như Brighton, Crystal Palace, Leicester City. Trong trường hợp McKenna cảnh giác cao độ với miếng bả MU, sẽ có một huấn luyện viên trẻ khác sẵn sàng chám chỗ. Đó là Francesco Farioli của Nice, câu lạc bộ cũng thuộc quyền sở hữu của Sir Jim Ratcliffe, người đang điều hành MU. Huấn luyện viên 35 tuổi người Ý này đã cầm quân ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi sang tác nghiệp tại giải League 1 vào năm 2023. Anh cho thấy sự mến mộ với đội hình 3-4-3 cân bằng giữa công và thủ. Những bước đầu tiên của Farioli trong cuộc chơi chiến thuật làm trợ lý cho huấn luyện viên De Zerbi, một thành viên trong nhóm kỹ thuật của De Zerbi tại Benevento, đã liên hệ với Farioli sau khi đọc một bài báo mà anh viết cho nền tảng trinh sát Wisecout. De Zerbi ban đầu đưa Farioli về làm huấn luyện viên thủ môn ở cả Benevento và Sassuolo. Công việc huấn luyện chính thức đầu tiên của Farioli đến ở tuổi 31 với câu lạc bộ Fatih Karagümrük. Ở đó, phong cách tấn công cực mạnh của anh đã lọt vào mắt xanh của Antalyaspor. Câu lạc bộ đã thuê anh vào tháng 12 cùng năm. Nice cũng có ấn tượng tương tự và giao anh phụ trách một đội trẻ. Kể từ khi đến Nice, Farioli đã bổ sung ngón đòn phòng ngự, mặc dù phải hy sinh một chút trong tấn công. Farioli thúc đẩy các hậu vệ cánh không chỉ lùi về, di chuyển vào trung tâm và làm quá tải hàng tiền vệ khi cầm bóng, mà còn phải trồng biên, đồng thời yêu cầu thủ môn và các trung vệ phải tự tin cầm bóng. Nice đã thất bại mùa này cho đến tháng 12 năm 2023 và họ đã giành được chiến thắng ở trên sân khách ở cả Monaco và Paris Saint-Germain. Họ vẫn đang cạnh tranh gay gắt cho suất dự Champions League mùa tới, hiện đứng thứ 5 và đã có suất dự Europa League với khoảng cách 4 điểm với đội xếp thứ 4 Brest và còn 2 trận. Tuyên bố khi kế hoạch A không hiệu quả, bạn cần một kế hoạch A tốt hơn đã khẳng định Farioli là người rất tuân thủ các nguyên tắc và niềm tin và triết lý của mình. Những ảnh hưởng trong huấn luyện của anh cũng rất thú vị, với việc Farioli ngưỡng mộ Arrigo Sacchi và Mourinho vì tư duy phòng thủ.
việc Farioli đã thể hiện ý thức phòng ngự có trách nhiệm hơn trong mùa giải này. Điều đó cho thấy anh đang chuẩn bị cho cuộc sống ở một câu lạc bộ lớn, nơi yêu cầu cao hơn về mặt chiến thuật. Ví dụ như MU, ngay cả những ông lớn khác như Milan, Napoli, Ajax cũng đang thèm muốn huấn luyện viên này. MU trước tương lai của Greenwood. Tiền đạo Mason Greenwood của Manchester United được cho là đã đồng ý thương vụ chuyển nhượng tới Juventus trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Greenwood dự kiến sẽ trở lại Manchester United sau thời gian được cho mượn thành công tại câu lạc bộ Getafe của Tây Ban Nha. Tiền đạo này ghi được 8 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo tại La Liga, giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của Getafe. Greenwood đã không ra sân cho Manchester United kể từ khi dính cáo buộc tấn công bạn gái vào tháng 1 năm 2022. Cầu thủ này đã phủ nhận mọi cáo buộc và cũng đã được tuyên tráng án. Manchester United xác nhận vào đầu tuần này rằng Greenwood sẽ được câu lạc bộ giữ lại và có vẻ như anh sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình ở Old Trafford. Một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu được cho là quan tâm tới tiền đạo này, trong đó có Barcelona, Atletico Madrid, Napoli và Borussia Dortmund. Ngoài ra, hai câu lạc bộ ngoại hạng Anh giấu tên cũng muốn chiêu mộ Greenwood. Tuy nhiên, có vẻ như tiền đạo này sẽ chuyển đến thi đấu tại Italia. Theo La Gazzetta dello Sport, Greenwood đã gật đầu với đề xuất chuyển đến Juventus. Manchester United thực ra cũng sẵn sàng bán Greenwood và đã đặt mức giá yêu cầu từ 35 tới 40 triệu euro, tức khoảng 30 tới 34 triệu bảng vào mùa hè này. Juventus tự tin rằng họ có thể thương lượng mức phí thấp hơn và đang tìm kiếm công thức có lợi để hoàn tất thỏa thuận. Người ta cho rằng Juve có thể sử dụng một trong hai cầu thủ là Samuel Eling Jr. hoặc Federico Chiesa trong một thỏa thuận hoán đổi tiềm năng cho Greenwood, người đang bước vào năm cuối hợp đồng tại Manchester United. Greenwood vẫn giữ im lặng về tương lai của mình, mặc dù anh đã cảm ơn Getafe trong một tuyên bố công khai hiếm hoi khi kết thúc thời gian cho mượn với câu lạc bộ Tây Ban Nha. Đồng sở hữu mới của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe cho biết vào tháng 4 rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về tương lai của Greenwood. Trước đó, ông đã gợi ý rằng cánh cửa có thể mở ra cho cầu thủ này trở lại, bất chấp phản ứng dữ dội tiềm tàng từ những người ủng hộ. Lời cảnh báo của Kane với tuyển Anh. Harry Kane có thất bại 1-0 trước Iceland hôm 8 tháng 6 là lời cảnh báo cho tuyển Anh. Đồng thời, thủ quân Tam Sư cũng thừa nhận họ sẽ không dễ dàng đạt được mọi thứ tại Euro 2024. Chia sẻ với báo giới, ngôi sao bên Munich cho biết tuyển Anh có rất nhiều việc phải làm. Đội bóng cần lời cảnh tỉnh này. Có những vấn đề cần cải thiện. Chúng tôi sẽ phải phòng ngự tốt hơn, đặc biệt là những đường bóng dài và các đường truyền cần chính xác hơn. Tiền đạo 30 tuổi thừa nhận tuyển Anh chơi không tốt trước đội bóng xếp hạng 70 thế giới. Kênh nhận xét Tam Sư thiếu quyết đoán và không thể gây áp lực lớn lên đối thủ. Một phần quan trọng khi thi đấu với những đội cửa dưới là phải duy trì áp lực và thực sự khiến họ nghẹt thở. Tuy nhiên, chúng tôi không làm tốt điều đó, số 9 của tuyển Anh nhấn mạnh. Trận thua 0-1 trước Iceland ngay tại Wembley chỉ ra nhiều điểm yếu của Tam Sư cần sớm khắc phục. Đây được coi là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate trước thềm Euro 2024. Dù vậy, cựu sao Tottenham vẫn cho thấy tham vọng vô địch của tuyển Anh ở kỳ Euro tới tại Đức. Kane tỏ ra tự tin với dàn sao chất lượng và có phong độ cao huấn luyện viên Southgate đang sở hữu. Người hâm mộ cùng các cầu thủ đang rất kỳ vọng vào chức vô địch Euro đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, trận thua đáng thất vọng trước Iceland khiến không ít sự lạc quan của các cổ động viên giảm dần. Đồng thời, người hâm mộ đặt ra nghi vấn cho khả năng tiến sâu của Tam Sư ở giải đấu tới. Hiện Kane cùng các đồng đội gấp rút chuẩn bị khi Euro 2024 cận kề. Tuyển Anh đặt chân đến Đức với tâm thế là ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch. Đoàn quân huấn luyện viên Southgate sẽ có trận ra quân với Serbia rạng sáng ngày 17 tháng 6. Sau đó, họ sẽ lần lượt đón tiếp Đan Mạch vào ngày 20 tháng 6 và Slovenia vào ngày 26 tháng 6.